Nhiều năm trước, người bạn của tôi đã biến mất trong lúc chúng tôi biểu diễn chương trình ảo thuật tuyệt vời nhất. Kể từ đó, tôi đã cố gắng tìm cách đưa ông ấy trở lại. Sử dụng chiếc đồng hồ ma thuật. Hãy chúng tôi đưa bạn mình trở lại trước khi nói cùng.